Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin trong nước của kênh truyền hình FBNC tối ngày hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2013. Và sau đây là những thông tin đáng chú ý. Bộ Xây dựng muốn đề xuất nới lỏng chính sách cho phép người nước ngoài và Việt Kiều được mua nhà tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát động luật chống tác hại của thuốc lá trên thanh thiếu niên, đề xuất nên cấp giấy phép cho người bán thuốc lá. Nhưng trước hết sẽ là thông tin về những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị, sáng hôm nay tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2013. Bên cạnh một số kết quả tích cực, báo cáo cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ rất khó khăn trong năm nay, với những dấu hiệu chỉ báo tình trạng suy giảm đang rõ nét hơn. Theo báo cáo của Chính phủ, trong 4 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn so với cùng kỳ, lạm phát được kiềm chế. Lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định, thanh khoản các ngân hàng thương mại được cải thiện, dự trữ ngoại tệ của nhà nước tăng cao, thị trường vàng từng bước đi vào ổn định. Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh tăng trở lại. Tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 39,46 tỷ đô la, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI đăng ký và thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm trước, giải ngân vốn ODA đạt khá. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro ở nhiều lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, ngân hàng, v.v. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng chỉ ra các khó khăn như GDP quý 1 năm nay tăng 4,89%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2012, nhưng cũng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp quý 1 chỉ đạt 4,93%, là mức thấp nhất của quý 1 các năm trong suốt giai đoạn 2010-2013. Tăng trưởng dư nợ tín dụng 4 tháng đầu năm chỉ đạt 1,4%, phản ánh khả năng hấp thụ vốn và năng lực sản xuất của nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỷ lệ tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn đang ở mức cao, xuất khẩu 4 tháng đầu năm tuy tăng 17,5%, nhưng trong tháng 4 lại giảm hơn 12%, trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước giảm mạnh 20%. Theo các chuyên gia, các tồn tại trên cho thấy chính sách nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là mức giảm thuế, giải phóng hàng hóa tồn kho, xử lý thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu còn chậm và kết quả chưa rõ ràng. Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng đang muốn chi tiết hóa chính sách cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam theo hướng cởi mở hơn nữa. Do đó, sắp tới, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ một quyết định chi tiết hơn về chủ trương này để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. Theo ông Vũ Xuân Thiện, Cục Phó Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, hiện tại các quy định hướng dẫn chi tiết nhìn chung vẫn còn tương đối khắt khe cho việc cho phép người nước ngoài hoặc Việt Kiều được mua nhiều nhà đất tại Việt Nam. Cũng theo ông Thiện, Bộ Xây dựng sắp xây dựng một quy định chi tiết hơn về nới lỏng quy định cho phép người nước ngoài sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Còn theo Cục Đầu tư nước ngoài, những quy định liên quan đến người nước ngoài mua nhà có liên quan đến nhiều bộ ngành trên nhiều phương diện như là chính trị, ngoại giao, do đó cần được xây dựng một cách hết sức cẩn trọng. Thưa quý vị, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội vừa đồng ý với việc áp dụng mức thuế ưu đãi 10% đối với thu nhập doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, theo đề xuất của Chính phủ. Theo luật hiện hành thì đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội không thuộc diện ưu đãi thuế. Tuy nhiên, theo tờ trình của Chính phủ, đây là hoạt động góp phần thực hiện chiến lược nhà ở, vì vậy cần được khuyến khích ở mức cao nhất. Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung ngành này vào diện ưu đãi thuế suất 10%. Ủy ban Tài chính Ngân sách đã tán thành đề xuất này nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người nghèo có nhà ở. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được trình Quốc hội thông qua theo quy trình rút gọn ngay tại kỳ họp thứ 5 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Vào sáng hôm nay ngày 14 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tổ chức lễ phát động thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá cho thanh thiếu niên tại đây. Đồng thời, chương trình cũng phát động chiến dịch kêu gọi ủng hộ trang web Việt Nam không khói thuốc của tổ chức World Lung Foundation. Lễ phát động thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá trên thanh thiếu niên được coi là lễ phát động chính thức để phổ biến luật này đến người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ phát động, chương trình sẽ triển khai chiến dịch 100 sinh viên tình nguyện phát các tờ rơi, tài liệu truyền thông về các nhà hàng, khách sạn không khói thuốc lá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các tình nguyện viên sẽ phát tờ rơi giới thiệu về 200 nhà hàng khách sạn đã cam kết thực hiện việc cấm hút thuốc tại cơ sở kinh doanh của mình trong 3 ngày.
Đồng thời, chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia cũng phát động cuộc thi sáng tạo video clip về phòng chống tác hại thuốc lá diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 5 và dự kiến trao giải vào ngày 31 tháng 5. Nhân dịp này, tổ chức World Lung Foundation cũng kêu gọi ủng hộ cho trang web Việt Nam không khói thuốc qua trang web vnkhongkhoithuoc.com hoặc tổng đài 6089. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong một năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người một năm. Hiện Việt Nam đang nằm trong top 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới, với khoảng 15,3 triệu người. Nhằm giảm tỷ lệ này, giữa năm 2012, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống tác hại thuốc lá với các biện pháp cơ bản để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, cũng như nguồn cung cấp thuốc lá. Đến đầu tháng 5 này, luật bắt đầu chính thức có hiệu lực. Đánh giá quy định cấm mua bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi là khó thực thi, nhưng Thạc sĩ Phan Thị Hải, Phó Chánh Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Vinacos cho biết có thể áp dụng việc cấp phép cho người bán thuốc lá như kinh nghiệm của các nước. Nhân dịp phát động chính thức luật phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với bà Hải xung quanh ý kiến này. Thưa bà, thì luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và đã có một cái thời gian dài để chuẩn bị trước đó. Thì trong khi nhiều cái quy định khác thì thường là mình có một cái chương trình phát động tuyên truyền trước khi mà cái luật có hiệu định luật, thì tại sao cái chương trình này mình triển khai lại hơi trễ như vậy ạ? Thực ra thì để triển khai thực hiện luật thì trước khi luật có hiệu lực thì Bộ Y tế cũng đã rất tích cực chủ động có những cái văn bản để gửi tới tất cả các bộ trưởng Bộ Y tế, đã có những cái văn bản gửi đến các chủ tịch ban nhân dân các tỉnh thành phố, gửi đến tất cả các bộ ngành cũng như là tất cả các tổ chức chính trị xã hội để đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh và cũng như là các bộ ngành phối hợp xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện luật. Thì đấy là những cái văn bản mà Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi rất sớm, ngay từ trong tháng 4 rồi. Đồng thời thì ngày 23 tháng 4, chúng tôi cũng đã tổ chức một hội nghị triển khai toàn quốc cho việc thực hiện luật phòng hại thuốc lá. Một trong những cái quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá tác động trực tiếp đến giới thanh thiếu niên, đó là cái quy định cấm mua bán thuốc lá đối với người dưới 18 tuổi. Thì nhưng mà xã hội thì đánh giá là cái quy định này nó rất là khó để đưa vào thực tế. Thì theo bà thì bà đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Thực ra thì ý kiến cá nhân của tôi cũng cho rằng đây là một trong những cái quy định mà khá là khó thực hiện, và để thực hiện tốt thì phải có cái sự quyết tâm cũng như là có nhiều cái bên các cơ quan quản lý tham gia. Khi mà đưa cái nội dung này vào luật thì rất là mong muốn là làm thế nào đấy để ngăn ngừa được việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ. Thế thì cái việc thực thi này thì qua kinh nghiệm các nước thực sự là cũng gặp nhiều khó khăn và phải có cái sự phối hợp đồng bộ rất là cao giữa các bộ như tôi đã nói ở trên, và hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện tốt hơn cái quy định này. Theo đánh giá của bà, quan điểm cá nhân của bà thì phải làm sao để cái quy định này nó tăng cái khả năng thực thi khi mà áp dụng vào thực tế? Theo kinh nghiệm của các nước ấy, thì người ta thấy rằng là để thực hiện cái quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi thì một trong những cái biện pháp có hiệu quả đấy là làm thế nào đấy để phải cấp được cái giấy phép cho người bán lẻ. Thứ hai nữa là chúng ta biết là cái số lượng người tham gia vào bán lẻ thuốc lá ở nước ta thì rất là đông. Chúng ta có thể mua thuốc lá ở bất cứ góc phố nào, bất cứ cái con đường nào ở những cái thành phố lớn cũng như là thành phố nhỏ ở Việt Nam. Chính vì vậy một trong những cái biện pháp mà tôi nghĩ là cần phải làm đấy là cần phải xem chúng ta có thể triển khai thí điểm quy hoạch lại cái mạng lưới bán lẻ, và trong giấy phép phải có những cái yêu cầu cụ thể về cái việc là thực hiện tốt các quy định của luật phòng chống thuốc lá, như là cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Như vậy thì trên cơ sở đấy chúng ta thường xuyên, đồng thời với việc cấp phép để thường xuyên kiểm tra giám sát, thì chúng ta mới có thể thực hiện tốt được cái quy định này. Có một số cái ý kiến cho là nên trao quyền cho những cái người quản lý ở nhà ga hay là bệnh viện để họ góp phần giúp vào cái lực lượng kiểm soát này á. Thì như mà nó thì cũng dễ dẫn đến một vài cái vấn đề về lạm quyền. Các bà thì bà đánh giá như thế nào? Thực ra thì trong quy định của luật cũng đã nói rất là rõ rồi, đấy là quyền và trách nhiệm của người đứng đầu.
Tôi nghĩ rằng là những cái người đứng đầu này hoàn toàn có quyền đưa ra những cái nội quy trong nội bộ cơ quan mình, cũng như là có các cái hình thức nếu mà khi đã nhắc nhở rồi mà những người đến công mà làm việc hoặc là đến sử dụng cái dịch vụ của mình không tuân thủ, được hoàn toàn có quyền từ chối việc cung cấp dịch vụ cho những cái đối tượng này, đồng thời cũng có quyền yêu cầu các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt đến để xử phạt các hành vi vi phạm này. Thì trong luật đã chú trọng được cái nội dung như vậy và đưa ra các quy định khá là cụ thể. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Xin được chuyển sang những thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sắc đỏ bao trùm trên cả hai sàn chứng khoán trong suốt phiên giao dịch ngày 14 tháng 5. Áp lực bán cổ phiếu giá rẻ xuất hiện, trong khi lực đỡ của các cổ phiếu trụ cột không còn, khiến cho thị trường nhanh chóng mất điểm. Hoạt động giao dịch toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. Thị trường mở cửa giảm điểm trên cả hai sàn trong phiên giao dịch ngày hôm nay, càng về cuối phiên đã giảm càng mạnh dần. Thiếu vắng trụ đỡ từ các blue chip, VN Index như mất hẳn điểm tựa. Gần cuối phiên sáng, áp lực bán giá rẻ bất ngờ tăng mạnh dần, đã đẩy khá nhiều mã rơi về mức giá sàn, và diễn biến này tiếp tục kéo sang đầu phiên buổi chiều. Mặc dù vậy, cổ phiếu GIS đứng ở mốc tham chiếu cũng đã phần nào hạn chế đà trượt dốc của VN Index. Đến thời điểm này, thị trường vẫn chưa thực sự có bất kỳ thông tin tích cực nào hỗ trợ, khiến cho tâm lý nhà đầu tư rất dễ bị dao động. Do vậy, hoạt động giao dịch tiếp tục ở mức thấp. Trong phiên hôm nay, thông tin xung quanh vấn đề Hoàng Anh Gia Lai gặp rắc rối về dự án đầu tư tại Lào đã tác động không nhỏ đến cổ phiếu này và có lúc đã đẩy HAG xuống mức giá sàn. Đóng cửa thị trường, sự hồi phục nhẹ của một vài blue chip đã giúp VN Index thu hẹp đà giảm để chốt ở mức 483,85 điểm, tương đương giảm hơn 1%, thanh khoản toàn sàn đạt khoảng 772 tỷ đồng. Trong đó có giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu GIS ở mức giá sàn với 1,5 triệu đơn vị. Diễn biến cũng khá ảm đạm tại sàn Hà Nội khi HNX Index lao dốc ngay từ đầu phiên và sau đó mất hẳn mốc 60 điểm. Đa số các mã chủ chốt của sàn này đều chìm trong sắc đỏ, trong đó cổ phiếu BVX giảm xuống mức gần sàn. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là lực cầu mua giá rẻ cũng đã xuất hiện. Các phiên HNX Index giảm gần 1,3%, còn 59,89 điểm, giá trị giao dịch vào khoảng 244 tỷ đồng. Sau chuỗi phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng nhẹ tại HOSE khoảng 2,6 tỷ đồng, trong khi vẫn duy trì mua ròng trên sàn Hà Nội gần 8 tỷ đồng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của bản tin tối trên kênh FBNC, và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý sau đây. Sau thống kê của Cục Khảo thí, số lượng đơn nộp thi vào các trường đại học cao đẳng năm nay giảm 6%. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng về xu hướng chọn nghề của người trẻ. Lao động phổ thông đang thiếu trầm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, gây khó khăn nhiều cho kế hoạch sản xuất của nhiều doanh nghiệp.